Rồi tạm thử đi. Sau chiếc Jupiter RC cho anh em ha. Ồ này đồ đĩa để xin vàng cho anh. Anh ok ha. Anh nhìn đó ha. Quá ok cho anh ha. Rồi chào anh em Jupiter nha. Xe của anh trai đến từ 78 ha. Thì cái bình này thì mình đi full do chủ xe là nguyên bộ đĩa nó xin màu vàng nha. Của hàng Nhật chủ xe luôn. Đó, bao đẹp cho anh em. Đó, đích xin này là đúng xịn cho anh em luôn ha. Rồi, có hình thì mình sẽ review để cho anh em tham khảo từ đầu tới cuối để cho anh em làm nha. Thì anh em muốn đi đĩa nào cũng có ha. Đĩa lớn có, đĩa nhỏ có, heo vàng, heo bạc, heo đen tùy anh em lựa chọn nha. Thì chủ xe này chọn của mình là đi full bộ vàng và bộ đĩa lớn ha. Heo vàng nha, đích xin vàng ha. Đó. Thì mình đi chủ xe là bát lớn chủ xe luôn nha. Đó, bình dầu gắn là như dinh chủ xe luôn. Đang trong quá trình hoàn thiện nha, những công đoạn cuối cùng ha. Thì lắp ráp là ok cho anh em, không có chê lồng đờn. Đó, ở sau mình lắp ráp là ok cho anh em zin luôn. Đó, không có bị chê lồng đờn hết. Anh em có thể thay đĩa nè, nhông sinh dĩa, bố thắng này kia là như zin nha. Và đặc biệt là lắp ráp là không có chê lồng đờn. Đó, bánh xe là bao nhẹ cho anh em luôn. Mình dây dầu mình lấy là vừa đủ cho anh em nha, không có dài quá mà cũng không có ngắn quá ha. À, này lắp theo phiên bản mới thì bên anh đạp rất là cao nha. Cao và thắng ok cho anh em ha. Đó, mình đang hành là bắt cái phần dây dầu giữ xe. Thì chủ xe này sẽ đi bên đạp Nhật nha, bên đạp là Nhật chủ xe luôn, Nissan Nhật, không có đi là hàng thường. Thì nếu mà anh em có muốn hàng rẻ mình vẫn có nha, chứ không phải là mình chỉ đi hàng Nhật, hàng Thái không, vẫn có độ hàng rẻ cho anh em để cho anh em xài. Con này thì đi nguyên bộ đĩa xịn luôn. Chút nữa mình sẽ thay full bộ đĩa trước cho chủ xe, full cái đĩa trước anh Tom đang cầm ha. Đó, thì anh em mà muốn lên đĩa trước đĩa sau thì ghé ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam ha. Mình sẽ làm cho anh em bộ đĩa, mình sẽ test cho anh em coi cái phần bánh luôn nha. Rồi cho mượn test luôn nha. Bao nhẹ nhàng cho anh em, không có bị cạ bố cả đĩa ha. Anh em chạy một tuần cho cái đĩa này nè, nó đều với phần bố luôn, bóng đều nha, nó sẽ càng nhẹ nữa. À, trước sau đều rất nhẹ nha. Đó, ok cho anh em ha. Đó, bao ok. Mình sẽ gắn cái phần bô và mình sẽ chạy test một vòng để cho anh em coi phần thắng nha. Bao ăn bánh qua nhẹ cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em Jupiter 78 G1 nha. Rồi, chào anh em. Rồi, tạm thử đi sau chiếc Jupiter RC cho anh em ha. Bộ đĩa xin quá ok cho nha, đến đường nha. Đó, anh em có nhu cầu lên đĩa sau dòng Jupiter thì ghé bên Độ Xe Việt Nam ha. Mình làm đầy đủ cho em từ xe số tới xe ga nha. Bao ok ha, nó thắng bao nhẹ, thắng bao nhẹ cho anh em luôn. À, thắng lên bánh ha. Thì anh em cần thì ngon nha, anh em coi nè. Đó, một đường dài ha, quá ok, quá đã ha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé nha. Mình sẽ tiến hành là kiểm tra lắp cho em một bộ đĩa ý rồi test cho anh em luôn. Có hóa đơn cũng là đủ cho anh em nha, để cho anh em chạy bên nhẹ xe. Đó. Ok, đó, đó quá ha. Quá đẹp, quá ok ha. Đó, thắng nhẹ đánh liền. Rất an toàn cho anh em đi chơi, đi tour, đi phượt xa nha. Đó, đi đường đèo, đường dốc là có thắng đĩa sau rất an toàn và yên tâm ha. Không có sợ bị là cả bố, cả đĩa và chèn đờn nha. Lắp ráp nó không chèn đờn. Quá ok luôn. Đó, thắng bánh ha. Quá đã. Chỉ cần thắng bánh sau là xe đứng rồi, không cần phải đánh trước nha. Test cho anh em thấy xe luôn. Rồi, bánh xe là bao nhẹ nha, càng chạy càng nhẹ nha, mà mạnh tay vô đó, ok luôn, chiếc sau rất ok. Đó, anh em mà muốn lên đĩa sau dòng Jupiter thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, mình sẽ lắp cho anh em bộ đĩa nữa nha. Rồi, cảm ơn anh em Jupiter.